quỹ tiền tệ quốc tế IMF, triển vọng kinh tế châu Âu xấu đi. Tòa Bạch Ốc bác thông tin liên quan dự án của ông Elon Musk. Ukraine truy nã cựu thống đốc ngân hàng Kirillo Shevchenko. Boeing đứng trước nguy cơ mất hợp đồng 12 tỷ đô la Mỹ. Công sự của thế giới bị lung lay, Trung Quốc mất dần vị thế thống trị trong sản xuất và xuất khẩu. Philippines không áp thuế tự vệ đối với hạt nhựa HDPE của Việt Nam. Kính thưa quý vị, tất cả nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 25 tháng 10 của DKN TV. Hoàng Quyên xin kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 10, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo sự suy yếu ở nhiều nền kinh tế châu Âu có thể sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái sâu hơn trên toàn khu vực. Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Âu mới được công bố, Quỹ tiền tệ quốc tế đã đánh giá rằng triển vọng kinh tế châu Âu đang trở nên u ám hơn rất nhiều khi tốc độ tăng trưởng ngày một chậm lại và lạm phát tiếp tục gia tăng. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế, Đức và Italy sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới và trở thành những nền kinh tế phát triển đầu tiên ghi nhận tăng trưởng âm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột từ Ukraine. Cụ thể, nền kinh tế của Đức sẽ giảm 0,3% trong năm 2023, và kinh tế Italy sẽ giảm 0,2%. Ngoài ra, tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi, không bao gồm thổ Nhĩ Kỳ và các nước liên quan tới xung đột từ Ukraine, cũng sẽ chậm lại ở mức 1,7%. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tình trạng lạm phát sẽ còn kéo dài và căng thẳng xã hội có thể trở nên tồi tệ hơn do chi phí sinh hoạt gia tăng. Do vậy, các ngân hàng trung ương đặc biệt là tại các nền kinh tế tiên tiến nên tiếp tục tăng lãi suất. Bản báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia tại đây đang vật lộn với lạm phát leo thang và cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn. Giá năng lượng tăng mạnh đã giảm sức mua của các hộ gia đình, trong khi đã chi phí sản xuất tăng cao. Thưa quý vị, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Karen jean pierre trong cuộc họp báo thường nhật vào ngày 24 tháng 10, đã từ chối bình luận về một mối quan hệ giữa chính quyền Biden với ông Elon Musk và các thương vụ kinh doanh của vị tỷ phú này với nước ngoài. Khi được hỏi về bản tin của Bloomberg News vào tuần trước đã nói rằng, các quan chức chính quyền Biden đang thảo luận xem liệu một số khoản đầu tư mạo hiểm của ông Elon Musk có nên bị đưa vào đánh giá an ninh quốc gia hay không. Bà Jean Pierre đã trả lời rằng, những bản tin này là không đúng, đánh giá an ninh quốc gia đó là không đúng. Theo Bloomberg News, vào ngày 20 tháng 10 đã đưa tin rằng, các quan chức Mỹ đang cân nhắc nếu cần thì nên sử dụng công cụ nào để cho phép chính phủ Mỹ đưa một số khoản đầu tư mạo hiểm của ông Elon Musk vào tiến trình đánh giá an ninh quốc gia, gồm cả dự án mạng lưới vệ tinh Starlink của SpaceX và thương vụ mua Twitter 44 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ ông Elon Musk mua Twitter có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài có thể khiến cho Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ trực thuộc chính phủ Mỹ kích hoạt tiến trình đánh giá an ninh quốc gia. Vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine tuyên bố truy nã cựu thống đốc ngân hàng trung ương Kirido Shevchenko bởi việc nghi biển thủ khoảng 5,42 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters cho biết, ngoài ông Shevchenko, hai nhân viên khác thuộc ngân hàng Ukrabank cũng bị tuyên bố truy nã. Ông Shevchenko đảm nhiệm vị trí thống đốc ngân hàng MBU vào tháng 7 năm 2020, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ông từng cam kết duy trì sự độc lập của ngân hàng trung ương và hợp tác của Quỹ tiền tệ quốc tế. Vào đầu tháng 10 năm nay, ông Shevchenko đã bất ngờ từ chức với lý do sức khỏe. Tuyên bố từ chức đăng trên website Ngân hàng Trung ương của ông Shevchenko vào ngày 4 tháng 10, nhắc lại những nỗ lực của bản thân khi điều hành hệ thống tài chính của Ukraine trước khó khăn từ cuộc xâm lược của Nga. Ông đã viết, Tôi đã đệ đơn từ chức và yêu cầu Tổng thống Ukraine chấp thuận. Tôi xin cảm ơn Tổng thống vì đã tin tưởng và cảm ơn về những việc chúng tôi có thể làm cùng nhau trước và trong chiến tranh. Từ những ngày đầu tiên trong văn phòng, tôi đã hoạt động chủ yếu như một chuyên gia quản lý khủng hoảng. Và tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách bảo đảm hoạt động tài chính không bị gián đoạn suốt những thời điểm khó khăn trong một cuộc chiến tranh toàn diện. Tôi cho rằng mình đã vượt qua tất cả với lòng tự trọng. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện đã trở nên kịch tính khi ông Shevchenko đã nói mình đang chịu áp lực chính trị khi một vụ án tham nhũng cũ được khơi lại ngay sau khi ông rời nhiệm sở. Theo Financial Times, vào ngày 6 tháng 10 đã đưa tin, ông Shevchenko phải lên tiếng bác bỏ thông tin và nói rằng ông đã chạy khỏi Ukraine do lo ngại về điều tra tham nhũng. Theo bài đăng trên Facebook cùng ngày, vị thống đốc 49 tuổi cho biết mình đã rời khỏi Ukraine để trị bệnh bởi vì tình hình bệnh của ông đã trở nên tồi tệ hơn do áp lực chính trị. Thừa nhận có biết bản thân bị điều tra, tuy nhiên ông Shevchenko đã nhấn mạnh rằng mình không rời đất nước vì lý do này. Thưa quý vị, nhà sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ Boeing đang gặp phải thách thức rất lớn trong thương vụ trị giá 12 tỷ đô la Mỹ nhằm bán các máy bay thân rộng cho Ả Rập Xê Út. Theo hãng tin Bloomberg cho biết, nếu thành công trong thương vụ này, thì Boeing có thể bán được tới 80 máy bay Boeing 787 đời mới cho quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, Reuters vào ngày 24 tháng 10 đã đưa tin, tập đoàn hàng không Airbus, đối thủ lớn nhất của Boeing, đang tích cực để đàm phán với nhà chức trách Ả Rập Xê Út để bán các máy bay thân rộng Airbus A350 cho nước này. Từ trước đến nay, hãng hàng không quốc gia Saudi Arabia của Ả Rập Xê Út vẫn duy trì một đội bay với các máy bay thân rộng Boeing 787 và Boeing 777. Các máy bay do Airbus chế tạo cũng được Saudi Arabia sử dụng như là một phần lớn phi đội Airbus của hãng hàng không này, là các máy bay thân hẹp với tầm bay từ ngắn đến trung bình. Vì vậy, việc Ả Rập Xê Út đàm phán mua máy bay Airbus A350 đối thủ chính của dòng máy bay Boeing 787, được xem là một tín hiệu không tốt đối với Boeing. Theo giới quan sát cho biết, nguy cơ mất hợp đồng của Boeing đến từ mối quan hệ đang ngày càng trở nên căng thẳng giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, đặc biệt là sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng OPEC Cộng, do vương quốc này dẫn đầu, quyết định các giảm sản lượng kể từ tháng 11. Quyết định này đã khiến cho Mỹ nổi giận và cáo buộc OPEC đứng về cùng một phía với Nga. Washington DC đã cho rằng thế giới đã chịu đựng đủ từ việc giá năng lượng tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine. Đáp lại Ả Rập Xê Út cho biết, động thái của các nhà xuất khẩu dầu quyền lực hàng đầu thế giới đơn thuần là để phản ứng với việc lãi suất tăng vọt ở phương Tây, nơi các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang chậm trễ giảm thanh khoản và đồng đô la Mỹ tăng giá trị và khiến cho giá dầu giảm các nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngừng bán vũ khí như là một động thái trả đũa Ả Rập Xê Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tuyên bố, tôi sẽ không phê chuẩn bất cứ kế hoạch hợp tác nào đối với Riyadh, cho đến khi vương quốc này xem xét lại quan điểm đối với cuộc xung đột từ Ukraine. Quá đủ rồi. Đồng quan điểm với ông Menendez, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Hạ nghị sĩ Rokana của Đảng Dân Chủ cho biết, Mỹ cần phải có những động thái đáp trả quyết định trên của Ả Rập Xê Út. Ông Lumenthal và ông Khanna đã nhấn mạnh rằng, quyết định của Ả Rập Xê Út là một đòn gián mạnh vào Mỹ, nhưng chúng ta cũng có thể đáp trả bằng cách tạm dừng chuyển giao các công nghệ vũ khí quan trọng cho Riyadh. Nói một cách đơn giản, Mỹ không nên cung cấp các hệ thống phòng thủ chiến lược cho một đồng minh của đối thủ chúng ta. Thưa quý vị, CNN đã dẫn dữ liệu từ MDS trên Moodle, một doanh nghiệp chuyên trách trong lĩnh vực kinh tế vận tải cho biết vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực ngân hàng tiêu dùng, bao gồm cả quần áo, giày dép, phụ kiện và đồ nội thất và hàng dành cho du lịch đang sụt giảm. Bên cạnh đó, tỷ trọng xuất khẩu trong hàng loạt lĩnh vực từ khoáng sản tới công nghệ văn phòng cũng chịu chung bối cảnh. Antonella Ciommo, cố vấn cấp cao tại DMS Genmodo, đã cho rằng Trung Quốc chống dịch cực đoan đã tác động đến sản xuất, buộc cho các doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp thay thế. thế cùng với sự đi xuống của Trung Quốc và sự đi lên của các quốc gia khác. Akhilne, phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Cico Logistics đã cho biết, kể từ khi Mỹ áp thuế vào hàng hóa Trung Quốc, đã có một cuộc săn lùng các địa điểm có thể thay thế quốc gia đông dân nhất thế giới. Ban đầu, việc chuyển dịch chỉ nằm trong lĩnh vực thời trang và giày dép. Tuy nhiên, Covid-19 với biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và kéo dài, cũng như là sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đã dẫn đến cái mà Akhilnea đã mô tả là một sự gia tăng nhanh chóng nhiều cầu chuyển dịch. Mặc dù những đợt đóng cửa gần đây của Trung Quốc không ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền hay bản thân các nhà ga, bến cảng, nhưng rõ ràng nó vẫn có tác động đến các bộ phận phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng, như vận tải đường bộ, kho bãi và thậm chí là cả bãi container. Dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa Rosef44 đã cho thấy, tổng công suất tàu container rời các cảng Trung Quốc đã giảm Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2021, các nhà quản lý đã cho rằng đơn hàng từ Trung Quốc đến Mỹ trong tháng 11 tới dự kiến sẽ giảm từ 40 đến 50%. Trong khi đó, số liệu từ Firewall Sona cho biết số lượng chủ hàng đặt vận chuyển container bằng đường biển cũng đã tiếp tục giảm đi. Subrazin, phó chủ tịch phụ trách chuỗi cung ứng của Roger 44 cho biết sự kết hợp giữa tồn kho lớn với nhu cầu giảm gây thêm áp lực lên nhu cầu nhập khẩu ở Thái Bình Dương. Ngoài ra, có một yếu tố khác đang tiếp tục đè nặng tới xuất khẩu của Trung Quốc. Cảng Ninh Ba, cảng biển lớn nhất thế giới và cảng container lớn thứ ba là trung tâm thương mại mới nhất của Trung Quốc đã nhận thấy tác động từ các chính sách chống dịch nghiêm ngặt. Theo nhà cung cấp dữ liệu phân tích hàng hải toàn cầu Merlin Chaffetz cho biết, một đầu bùng phát được ghi nhận ở đây vào tuần trước và sẽ làm giảm năng suất hoạt động của cảng Ninh Ba. Số lượng các tàu tới đây đã sụp giảm. Joe Monahan, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của Worldwide Logistics Group, đã cho biết có nhiều kho hàng và bãi chứa container nằm trong khu vực ven cảng. Vì thế mà khi khu vực này bị phong tỏa, một lượng lớn kho hàng ở Ninh Ba không thể giao nhận, bao gồm cả những container rỗng. Chính điều này đã khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn, nhất là khi chúng sẽ kéo dài trong ít nhất 3 tuần. Chuyển sang phần tin trong nước, Philippines không áp thuế tự vệ đối với hạt nhựa HDPE của Việt Nam. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Philippines đã ra quyết định đối với vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hạt nhựa mật độ cao HDPE thuộc mã AHTN 3901 200 nhập khẩu. Theo đó, Việt Nam không bị áp thuế tự vệ do nằm trong nhóm các nước đang phát triển, được loại trừ do lượng nhập khẩu không đáng kể. Thuế tự vệ sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ khi cơ quan hải quan Philippines ra lệnh thu thuế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công thương Philippines có thể thực hiện rà soát điều chỉnh mức thuế hoặc là danh sách các nước đang được loại trừ nếu nhập khẩu từ các nước này tăng lên. Tới đến nay, cả hai sản phẩm hạt nhựa mật độ cao và hạt nhựa mật độ thấp của Việt Nam đều thoát bị áp dụng biện pháp phòng vệ tại thị trường Philippines. Kính thưa quý vị, bản tin kinh tế cập nhật của Dekaynet TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.